Sáng ngày 6 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng thực hiện hồ sơ cá nhân, hồ sơ công việc và hồ sơ lưu trữ trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp cho cán bộ công chức, viên chức các cơ quan đơn vị thuộc huyện, cán bộ công chức các cơ quan của tỉnh, trung ương đóng chân trên địa bàn huyện Tân Lạc. Việc thực hiện hồ sơ điện tử phần mềm, hồ sơ công việc giúp cho việc phục vụ quản lý văn bản đến, văn bản đi và xử lý hồ sơ công việc một cách nhanh chóng, tiện lợi và minh bạch hóa nền hành chính công, đáp ứng toàn bộ quy trình từ tiếp nhận văn bản đến giao việc, xử lý văn bản, trả lời văn bản và phát hành văn bản đi. Tại hội nghị, các đồng chí học viên sẽ được chuyên viên Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình hướng dẫn chi tiết về lập hồ sơ điện tử trên hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ cá nhân, hồ sơ công việc và hồ sơ lưu trữ trên phần mềm quản lý, đồng thời được hướng dẫn thực hành trực tiếp trên máy tính trong phần mềm hồ sơ công việc của từng cá nhân. Qua hội nghị, giúp cán bộ công chức, viên chức nắm rõ và thực hành thành thạo việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, văn bản để tổ chức triển khai thực hiện và giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị mình một cách thuận tiện, nhanh chóng.